Yêu nhau 10 năm từ hồi 18 tuổi chưa quờ tờ giờ. Khu dữ dữ dữ. Yêu 10 năm từ hồi 18 tuổi chưa quờ tờ giờ. Cho nên cho em do em hên sao tự nhiên làm đúng. Ủa gì kỳ sao không cưới? Nhiều lần ảnh giận dỗi tạo áp lực về việc này. Nhưng em nói ngọt dỗ dành, ảnh cũng hết giận, không nhắc tới, ảnh vẫn quan tâm, cũng chiều chăm sóc, cưng chiều chăm sóc. Sang năm tụi em cưới nhưng em thấy mối quan hệ tụi em thiếu sự nồng cháy. 10 năm á, mọi thứ như cân bằng, liệu em đúng phiên bản phụ nữ quyến rũ thì có thể khiến nồng cháy lại không? Em nên xây dựng cái hôn nhân phiên bản người phụ nữ quyến rũ là rất lúc nào cũng lên được, yes. Nhưng mà em sẽ không bao giờ có cái cảm giác cái kiểu nồng cháy của ngày 18. Em sẽ có một cái kiểu cảm giác không nồng cháy bay bổng nhưng mà cháy âm ỉ bền bỉ. Thì một cái anh dùng cái hình ảnh là bay bổng như là mây trời mà gió thổi luôn vần vũ rồi không, nhưng mà em thì không quay lại cảm giác đó được với anh ta. Nhưng mà nếu em say thì em sẽ ra cái cảm giác yêu mà theo kiểu là biển ngầm, tức là em biết là ở trên mặt biển nhìn nó vậy, nhìn nó lặng vậy, nhưng mà ở dưới là nước nó di chuyển. Có coi cái phim Finding Nemo không? Có cái con Dora nó bị mất trí nhớ đó. Rồi em thấy rằng ở dưới cái lòng biển em thấy rùa nó bơi, nó theo những cái luồng nước đó, những cái luồng nó mạnh lắm, nó di chuyển từ phần Đại Dương Thái Bình Dương qua Đại Tây Dương qua Ấn Độ Dương Bắc Băng Dương, chuyển động nước chứ không theo luồng nào. Tại sao? Là tại nhiệt độ cái nước khác nhau đó, nó tạo ra cái luồng chuyển động, nó có vẻ như nó giống như sông sâu vậy đó. Nó chảy rất là mạnh ở dưới nhưng mà bên bề mặt nó yên. Đó, cái cảm giác yêu mà xây sau hôn nhân mà thành true love á, hay là 10 năm rồi đó, thì nó ra cái cảm giác đó. Tức là nó có cái sự chủ quan trong đó rất là nhiều. Tức là cảm giác yêu được tạo ra với sự chủ quan nhiều, chứ cái tính khách quan nó ít đi. Đương nhiên tại vì nó đã 10 năm hết, rồi tính bay bổng nó hết. Nhưng mà cái đó là đúng, cái lộ trình đó là bay bổng, sau là giảm bay bổng. Cái cảm giác yêu nha, cảm giác yêu ngày xưa là bay bổng, sau đó cảm giác yêu vẫn mạnh nha, nhưng mà nó nằm vậy. Rồi sau đó khi mà tới true love già, cái cảm giác yêu nó vẫn mạnh nha, nhưng mà cái tính khách quan nó giảm đi, nó toàn là chủ quan, tức là tự xây mà có. Nó là cái lộ trình. Cái này chỉ giải thích ở trong cái lớp hôn nhân hạnh phúc và true love. Tự nhiên anh nói vậy cho em có chắc cũng hiểu được cái đại hình ở đây. Anh Tuấn ơi, ảnh hơn em 14 tuổi. 14 tuổi. Tên là Vô U. Vô U là chẳng có gì lo lắng. À, hồi xưa anh ra Hà Nội ăn quán chay U Đàm. U là buồn đúng không? Đàm là mình tán chuyện, đàm đàm thoại đúng không? Đúng không ta? Đặt tên cái chỗ nghe nó U Đàm, nghe thấy nó sao sao á, không hiểu. Ok, bây giờ em là Vô U, là không u, không u buồn. Ok. Anh ấy hơn em 14 tuổi, anh ấy yêu thương chăm sóc chu đáo cho em. Nhưng đôi khi em hỏi ý kiến anh ấy một số vấn đề thì anh ấy nói tùy em buồn. Khi thấy anh ấy nói vậy em cần phải như thế nào? Ủa gì kỳ vậy, anh ta nói tùy em tại sao em buồn chứ em ơi? Có vẻ như em có một cái gì đó nó không bình thường bên trong em, để khi mà người đàn ông nói là tùy em thì em lại buồn. Tụi em phải tốt chứ, có gì đâu buồn, đâu gì đâu buồn. Tại sao buồn? Em, anh có coi một cái clip ngắn TikTok, có một cái anh bạn đó, anh nói vậy trên TikTok cho ông này, nói chuyện mắc cười. À, cái gì, cái cách tốt nhất để hết buồn là đừng buồn. Tại vì khi buồn thì người ta buồn, cho nên là muốn đừng buồn thì đừng buồn, và để đừng buồn người ta nên vui. Tại vì vui thì không buồn được, tại vì có thấy ai đang vui mà buồn bao giờ đâu. Cho nên là để cho đừng buồn thì đừng buồn mà nên vui. Cho nên là khi bạn vui thì bạn sẽ không buồn, và đó là cái cách để đừng buồn. Ông nói vậy á. Trời ơi, tôi nói với bà mẹ hay quá. Ngồi nghe ngồi thấy lầy dữ ta. Lầy mà lầy có hạn luôn á. Em tên là Vô U mà em nói là ảnh nói tùy em thì em lại buồn. Em đổi tên thành Hữu U đi em ơi. Hữu U, tại vì em buồn dễ quá. Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn. Em nào nhắc tới gì? Để anh buồn như anh chàng làm thơ, em có hay trời buồn, trời chuyển mưa đó không? Trời buồn thì trời chuyển mưa, còn anh buồn thì như anh chàng làm thơ. Chàng làm thơ cho buồn. Ok. Anh ơi, yêu xa và mới đi du lịch với nhau,
về ạ. À, thế liệu có lâu dài không ạ? À, anh ấy vô Sài Gòn rồi đưa em đi du lịch và chi hết mọi chi phí cho em nhưng lại không công khai trên mạng xã hội là đi với em và đi với mấy đứa bạn trai, mà nói là đi với bạn trai. Em ơi, em ơi, à, anh thấy em biết cái tên của em, không biết là Tiểu Liên hay là Tiêu Liên á. Nếu anh ta đưa em đi du lịch mà qua tờ giờ thì coi như là xong phim á, hiểu không? Anh ta không có công khai trên mạng xã hội tại vì anh ta có thể có bạn gái, anh ta không nghĩ tới chuyện lâu dài với em, anh ta ra đó chỉ để gọi là như đâu, hiểu không, kiểu mà giống như xôi thịt á. Cho nên là nó có thể nhiều lý do, tuy nhiên khi anh ta không công khai hoặc chưa công khai trên mạng xã hội thì có nghĩa rằng anh ta chưa nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ là lâu dài. Và nếu như cái đi cái cuộc đi chơi đó mà có cái quờ tờ giờ thì cái khả năng nó đi theo hướng đó là rất cao. Ok, do đó là cái việc chi phí thì có gì đâu, cái đó dắt đi chơi thì hốt xác thì chi phí ok rau á, hiểu không, rau sạch ta loại. Cho nên là em phải cẩn thận, tại vì anh thấy có vẻ như, tại vì em nói anh ta đi, anh ấy bay vô Sài Gòn đưa em đi du lịch, mà nếu như đó là lần đầu tiên hoặc là trong một thời gian đầu hẹn hò nói chuyện hay là lần đầu tiên anh ta gặp em thì coi như em đã vi phạm nặng vào cái gọi là để em được hạnh phúc. Một người đàn ông đứng ở, anh hỏi em là tại sao anh ta ở chỗ khác bay vô Sài Gòn, tại sao không coi Sài Gòn là chỗ du lịch mà lại dắt em đi du lịch xa? Và tại sao biết không? Là tại vì tối phải có chỗ ngủ, nếu mà ở Sài Gòn tối em sẽ về nhà, cho nên là mình đi Phan Thiết đi, tối mình phải ngủ khách sạn tại vì giờ về nhà xa đó. Đường xa ước mưa, ngày đường xa ước mưa, em muốn anh đưa em về, sao em không ở lại đây đêm nay, vì đường xa ướt mưa, đừng bắt anh đưa em về, anh xin em đừng về đường quá xa xôi, xin mưa trên mình mãi không lắng đong, cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng, xin mưa làm thêm khó câu giá từ, vì đường xa ướt mưa. Em ơi, đường xa ướt mưa là em tiêu rồi đó em. Đó, câu trả lời cho em là vì anh ta không có ý, chưa có ý định lâu dài, hoặc không có ý định lâu dài. Và nếu như cái hành vi của anh ta là vào Sài Gòn để dắt em đi, cái đó là coi như tiêu rồi đó. Ok, tiếp tục nè. Em biết em khập khiễng không thăng bằng nên em không yêu được ai. Thường là vậy, mình khập khiễng mình sẽ bị ảnh hưởng. Có khi mình lại yêu một cách quá dễ dàng, có khi mình lại không yêu được. Đôi khi là mình lại sợ yêu nhưng lại đổ dễ, nó ra nhiều kiểu lắm. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn, mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa, bye bye.